Tử vi tuổi Nhâm Tý 1972, tháng 3 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp thì tuổi Tý đứng vị trí đầu tiên, nên đây cũng là con giáp được coi là tiên phong luôn dẫn đầu. Bởi vậy, những người tuổi Tý thường có tài lãnh đạo và quản lý rất tốt. Hơn nữa, họ còn được trời phú cho sự thông minh, đáng ngưỡng mộ. Mọi người đều phải trầm trồ về sự sáng tạo, nhanh nhẹn và tháo vát. Những người cầm tinh con chuột đều là những doanh nhân giỏi với một tình yêu tiền mãnh liệt. Họ rất quan tâm người lao động và công bằng trong mọi hoàn cảnh. Năm 2020 là một năm khá nhiều biến động đối với những gia chủ tuổi Tý do trực thái tuế. Liệu bước sang năm Tân Sửu 2021, vận trình của các gia chủ Nhâm Tý có thuận lợi hay vẫn trắc trở? Ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những kiến thức về tử vi tuổi Nhâm Tý trong tháng 3 âm lịch. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Nhâm Tý sẽ gặp những hung tinh, cát tinh nào? Vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên có được như ý? Cách hóa giải ra sao? Xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là trường lưu thủy, ngày Thìn lục hợp dậu, tam hợp tý và thân thành thủy cục, xung tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phái Sửu, tuyệt tuất. Đối với những người tuổi Nhâm Tý trong tháng 3 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 5 tháng 3 tức ngày 16 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 3 tức ngày 28 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 3 tức ngày mùng 10 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với những người tuổi Nhâm Tý trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 3 tới ngày 23 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 3 tới ngày 5 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Nhâm Tý 1972 trong tháng 3 âm lịch. Người tuổi Nhâm Tý có mệnh tăng đổ mộc, ngay từ nhỏ bản mệnh đã gặp được nhiều trắc. Ngay từ nhỏ bản mệnh đã gặp nhiều trắc trở, trải qua đủ mọi hoàn nạn, khó khăn. Đến thời trung niên, vận mệnh khởi sắc, không còn phải lo cơm ăn, không còn phải lo cơm ăn áo mặc, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào.
Nam giới tuổi Nhâm Tý lấy được vợ hiền, tuy sống an nhàn nhưng hay phải lo nghĩ, tình cảm gia đình lạnh nhạt, không được nhờ anh em, mọi chuyện đều phải độc lập, tự mình quan xuyến. Nữ giới là người có số mệnh tốt, cả đời nhàn nhã sung sướng. Họ là người thông minh, học rộng biết nhiều, hiểu biết luật pháp, cũng rất tôn trọng lễ tiết truyền thống. Họ đề cao tính tập thể, đoàn kết. Tuy đôi lúc họ thể hiện thói ích kỷ về bản chất, tính cách họ rất hòa đồng. Tuy đôi lúc họ thể hiện thói ích kỷ, song về bản chất, tính cách họ rất hòa nhã, thân thiện, luôn quan tâm, chăm sóc người khác. Bản thân họ cũng là người rất trọng danh dự, luôn chú ý giữ gìn hình tượng của mình. Tuổi Nhâm Tý rất linh hoạt khi xử lý công việc, họ không phá vỡ nguyên tắc mà khéo léo lợi dụng những kẽ hở giữa đó để đạt được mục đích, giúp công việc đạt hiệu quả cao. Họ theo đuổi sự ổn định trong cuộc sống, vì thế mà thường hay lo lắng không đâu. Tuy nhiên, bất an lo sợ khiến họ luôn cẩn trọng trong mọi việc, cũng nỗ lực làm việc để đảm bảo cuộc sống được an lành. Nhâm Dương Thủy gặp Tý Dương Thủy là Tý Kiên, nghĩa là Tý hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Tý cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè, người thân xung quanh mình. Bản mệnh cũng cần cẩn trọng, có tiểu nhân quấy phá sẽ ảnh hưởng không nhỏ trong công việc mà mình đang tiến hành. Ngoài ra, bản thân cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Để may mắn thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Về sự nghiệp, đối với hầu hết những người Nhâm Tý sinh năm 1972 thì bước sang tháng 3 âm lịch, may mắn trong sự nghiệp gần như không có. Nếu bạn là một người Nhâm Tý tự làm chủ, may mắn trong sự nghiệp thì quý gia chủ có thể còn tồi tệ hơn. Tháng này, môi trường, thị trường không được tốt và công ty có thể có một loạt vấn đề cần phải giải quyết kịp thời. Nếu đang điều hành một doanh nghiệp hợp tác với những người khác, quý gia chủ nên cẩn thận để ngăn chặn bên kia chạy trốn và tự mình kiểm tra các tài khoản. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Nhâm Tý nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về tài lộc, người tuổi Nhâm Tý trong tháng 3 âm lịch nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh dễ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Ngoài thu nhập giảm mạnh, Nhâm Tý sinh năm 1972 cần phải chi tiêu cho rất nhiều thứ trong tháng này. Quý gia chủ nên quản lý các vấn đề tiền bạc đúng cách và không đầu tư tất cả tiền vào một dự án duy nhất mà phân tán để giảm thiểu rủi ro. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Nhâm Tý nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng những chất lọc tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó, tình cảm và gia đạo. Tháng này, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không được tốt, quý gia chủ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Nên thư giãn để bọn trẻ sống cuộc sống của riêng mình, hãy sống vui, sống khỏe, là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Quý gia chủ đã sống quá nửa cuộc đời nên biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính mình. Với những người độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với quý gia chủ, nhưng tất cả đều không thành do tính cách không được hòa hợp với đối phương. Cần cẩn trọng tỉ mỉ nhưng không nhiệt huyết. Quý gia chủ cẩn trọng tỉ mỉ nhưng không nhiệt huyết, ga lăng. Tuy vậy cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là duyên chưa tới mà thôi. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 cần mang bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân, tam giác khai vận, thân,
Tý, Thìn. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Sức khỏe của tuổi Nhâm Tý. Tháng này, tình hình sức khỏe của tuổi Nhâm Tý có thể hơi xấu. Một khi bất cẩn, có thể phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Dù lái xe hay đi xe, cũng nên thắt dây an toàn để tránh mọi nguy hiểm. Nếu có kế hoạch đi du lịch, đừng đi du lịch một mình. Nếu đang đi ra nước ngoài, nên hoãn lại. Nếu mắc một căn bệnh cũ, hãy tránh một số thực phẩm nhất định và không ăn ngẫu nhiên, nếu không sẽ gây hại cho cơ thể. Quý gia chủ cũng cần chăm sóc cơ thể, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi của mình. Ngoài ra, quý gia chủ nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Nhâm Tý cần mang bên mình vòng tay tam giác khai vận của kênh Phong Thủy Gia Cát. Vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng là vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với anh chị về luận giải vận hạn tuổi Nhâm Tý tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy và ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.